Đây là chùa Tâm Ấn các bạn. Đây là chùa Sư Nữ ở đường Tam Mật Hổ với đường Trần Công Vân nè. Đây là đường Tam Mật Hổ, ngã tư Tam Mật Hổ Trần Công Vân. Mình đang đứng trên đường Tam Mật Hổ nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi cho các bạn tham quan một cái con đường mà hồi xưa là đường tấp nập lắm các bạn. Hồi xưa là cái đường đi xuống Chợ Lớn á. Đường Tam Mật Hổ này là cái đường đi xuống Chợ Lớn này. Cái khúc mà mình đi sắp đi xuống đây là hồi xưa là sầm uất. Bây giờ là nó thành là An Phú Thịnh các bạn. Thì bây giờ Chợ Lớn mới giờ người ta dời xuống dưới kia rồi, dưới cuối đường Tam Mật Hổ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng và đi cái đường Trần Quý Cáp các bạn. Có bạn muốn xem lại cái đường xưa, hồi xưa người ta có tiệm ở đường Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp là cái đường ngang á. Đường ngang đó là cũng buôn bán đắt đỏ lắm các bạn, ngang chợ á. Đường đó thì ngắn cho nên là mình bắt đầu từ đây các bạn. Đi rồi các bạn nhớ con đường đi xuống Chợ Lớn. Giờ mình đi nè. Đi tới ngã tư Tam Mật Hổ Lê Lợi các bạn. Đây Mỹ Thoại chắc ủi đây cũng xưa rồi bạn. Đây Mỹ Thoại chắc ủi hồi xưa. Bây giờ đây cách ly gì đây. Bây giờ hồi có thời gian là sửa xe máy các bạn. Đây ngã tư Lê Lợi với Tam Mật Hổ. Bên đây là Loan Bún. Đây là cũng nổi tiếng ngon. Chỗ đây mới xây các bạn. Đây nè, thẩm mỹ, nha khoa thẩm mỹ là mới xây á, ba cái nhà đó. Mình đã mua ba cái nhà nhỏ nhỏ lần xây lên. Đây bạn, đường Tam Mật Hổ. Cho cái đoạn đây hồi xưa là nhà cửa đây đắt đỏ nhất á. Đây đồn công an phường Lê Lợi bây giờ chuyển qua mặt đây các bạn. Đây là đi vô xóm Nhà Đèn các bạn, mấy cái hẻm đây nè. Tuổi xưa là xóm này cũng nổi tiếng, xóm Nhà Đèn. Đây là tới Chợ Lớn cũ các bạn. Tức là đường Trần Quý Cáp á. Đây, có cái ông sửa chìa khóa. Đâu chỗ đây? À đây đây đây, cái ông đây cũng lâu năm. Đây, ổng á. Thế là giờ thành An Phú Thịnh nè. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cái đường Trần Quý Cáp nè, rồi đi một vòng An Phú Thịnh, tức là cái Chợ Lớn cũ đó. Nhìn đi. Đây Trần Quý Cáp. Mình đi chậm chậm cho các bạn xem lại nhà xưa. Đây là cái dãy phía bên đây các bạn. Tí nữa mình đi vòng lại, mình quay phía đây. Bên đây là Chợ Lớn mới rồi. Chợ Lớn mới, bên đây là An Phú Thịnh rồi, thành ra là mới xây lại rồi, còn mình quay lại mới dãy nhà cũ rồi. Duy Tân nè, Tiến Phát nè, Bích Phượng nè, Phương Lan, Hà Thái. Mình hay mua đồ ở Hà Thái nè, không phải Hà Thái, mình mua Ngọc Thịnh. Mình chuyên mua mấy cái đồ mà để sửa máy mà. Keo kiếp rồi, dũa rồi, kèm rồi, bú rồi gì. Cái ái mi bà, cái đây nổi tiếng này. Nội thất ái mi, hình như là sau này mà. Với trăm lông nè. Thôi mấy đây là ăn được lắm. Đây là cái đoạn đi qua Phan Bộ Châu đó mà. Đi qua trường Trinh Vương nè. Đi qua trường Trinh Vương. Đây Vạn Thành. Bên đây thì hai dãy đều cũ mà. Mình không biết quay bên nào, mình quay bên đây. Bên kia ít tiệm, bên đây nhiều tiệm. Thông Sĩ. Tí mình đi ngược lại, mình quay cái dãy bên kia mà. Đây Sốt Sườn, Em Ly. Mấy cái tiệm đây mình không nhớ mà. Hồi xưa cho mình không có bên buôn bán, mình không nhớ mấy cái tiệm.
Đây là trường Trinh Vương xưa, rồi có giai đoạn là thành trường Đại học Quảng Trung, bây giờ là trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Cái nhà đây mới xây sau nè, cái nhà phía ngoài sát cổng này mới xây sau. Còn cái dãy xưa là dãy ở bên trong kia mà, dãy 3 tầng ở trong kia. Giờ mình cua lại, đây là đường Trần Hưng Đạo, giờ cua lại đi quay cái đoạn bên đây. Tôi chạy một vòng Ao Phú Thịnh cho các bạn xem lại hình ảnh chợ lớn xưa. Bên này không biết còn tiện nào, hồi xưa là mình nhớ mình hớt tóc ở đây mà. Hồi nhỏ là xuống cái đường trong cái cáp mình hớt tóc ngay cái góc của sân châu nè. Hớt tóc mà cái tiệm nó không có quạt đâu bạn. Người ta có một miếng vải người ta treo lên rồi có một cái đứa ngồi ngay góc cứ kéo cái dây. Kéo dây là nó phất qua phất lại cho mát thôi chứ không có mạnh. Mạnh là sợ nó bay tóc hay không à. Đây mình đi qua đường đây rồi đi vòng Ao Phú Thịnh rồi. Bây giờ mình quay giữa đường nè. Để cho các bạn thấy phía bên đây luôn nè. Hồi xưa người ta có mở cổng bên đây, bây giờ đóng, người ta đóng rồi mà. Phía bên đây nè, cổng bên đây hồi mới xây có mở ra, bây giờ đóng rồi, đóng hẳn rồi. Mấy cái tiệm cũ không biết còn không, mình không nhớ hết rồi. Đây ba lê nè, phi ba lê nè, đúng rồi ba lê nè. Đây bên đây mấy tiệm mới mở rồi. Đây phi ba lê đây. Cửa hàng điện, à biết rồi. Cái đây mình mấy lần rồi mình có xuống mua đồ đây. Lê Thu. Đây mình đi đồng phố các bạn. Chỗ đây bây giờ là tiệm thuốc không ơi. 3-4 tiệm thuốc bán đắt lắm. Đây mình dòng ở đường 31 tháng 3 các bạn. Ở góc đây thì bán trái cây. Đây 31 tháng 3. Chỗ đây người ta mới xây cái tòa nhà gì to lắm, mình cũng chưa để ý lắm. Xưa đất đây thấy bỏ trống rồi. Đây là Vinmart. Chỗ đây là gió ghê luôn. Cái tòa nhà này nó xây ao cũng từng xây lên là cái đường này nó gió ghê luôn. Gió mà coi như là Noel, nhất là mấy bữa mấy năm nào đi Noel mà đi ngang đường này gió chịu không nổi. Đây đường 31 tháng 3 mà, tức là đường Hoàng Diệu xưa ấy. Mình đi lên sông Bồ Châu nè, đi vòng quanh chợ lớn qua Ao Phú Thịnh, tức là chợ lớn cũ mà. Đây cái dãy bên đây không biết các bạn nào có nhà bên đây không biết, Trâm Anh nè, An Đô. Mấy cái tiệm đây mình không nhớ, hồi xưa mình đứng ngay đây mình coi chợ cháy mà. Đứng ở đây mà coi chợ cháy á. Lâu như năm 2004-2006 gì rồi, mình quên, lâu lắm. Đây mình đứng ngay góc Phan Bội Châu quay lại đường Trần Quý Cáp. Hải Mi Tâm Long là mới nè. Xa kia là tòa nhà Pullman Hotel ở ngoài đường Nguyễn Huệ mà. Nó xây cao ghê lắm. Ở đây đứng nhìn thấy sừng sững. Đây An Phú Thịnh. Thôi xin chào các bạn em. Vài hình ảnh để các bạn xa nhà coi lại, nhớ lại những cái hình ảnh xưa của đường Trần Quý Cáp.